Xin chào các bạn nhé. Và hôm nay nhà mình có thu hoạch vườn bưởi diễn. Và ngay bây giờ thì mình sẽ mời các bạn cùng vào tham quan toàn bộ khu vực vườn bưởi này các bạn nhé. Và vườn bưởi này thì có diện tích khoảng 1.000 m2. Bưởi thì rất to đẹp, size. Tuy nhiên thì giá cả năm nay thì đều đọt quá các bạn nhé. Rồi, mình bắt tất cả và để vệ sinh vườn luôn. Chờ cơ hội sang năm, còn nếu những cái giá như năm nay thì rẻ mạt quá. Thậm chí là không có người mua các bạn. Đây, tớ chỉ chọn một số những quả to thôi, còn những quả nhỏ là bỏ hết đây. Giá rẻ mà không có người mua. Thì mã rất đẹp, tuy nhiên thì nó cũng chưa được ngọt lắm cho nên là cũng không có người mua. Vì vậy mà cuối năm cho nên mình vẫn phải vặt tất xuống để vệ sinh cành cho chờ cơ hội sang năm các bạn nhé. Đấy, quả này rất to và nặng các bạn nhé. Hết đây. Chủ yếu là mình chỉ thu hoạch một số những cái trái to nặng để dùng thôi. Bao tải đóng đầy rất nhiều đây, tuy nhiên thì cũng chẳng có ai mua. Thôi thì dùng tạm với quá vậy. Rất là đẹp to, tuy nhiên thì không có người mua cho nên cũng chán, không muốn nhặt những quả nhỏ này, bỏ hết. Đây, còn xung quanh đây là bỏ hết để làm sạch cho vườn là sang năm. Chào và rất cảm ơn các bạn đã lắng nghe cũng như theo dõi, và xin gặp lại các bạn ở những số tiếp theo. Xin chào.